Rồi đánh nhau to diễn ra với tình huống Carrier băng vào tìm sọc. Phía bên kia Teddy lại chết rồi. Fire tạo một lượng giáp đủ lớn để Jimmy có thể rút lui. Người kẹt lại là con Leona hơi cứng. Irei làm choáng đẹp. Đâm kiếm liên tục đánh tay hồi máu nhiều. Irei xử lý không nổi. Vẫn là một tình huống xử lý rất rướn đến từ Irei, nhưng không sao cả. Team đã làm phần còn lại rồi. Sọc sau khi nhập xong đã dứt điểm thành công vị trí của Ray. Tiếp tục băng vào đến từ sọc. Đứt trượt. Quy lên đánh tay không trượt được. Triple kill cho sọc. Teddy và Kera vào hỗ trợ thêm cho Ray trong việc cướp lại bùa đỏ. Như vậy là sọc ý định là đổi cánh rừng rồi các bạn ơi. Ý định ở đây sẽ là rõ ràng là đổi cánh rừng. Pha gank ở level 2 đến từ sọc với một tình huống nâng cái gì đấy. EQ đánh tay Q lấy đi một lượng máu khá lớn với The fuck. Sọc đi rừng cầm thiên thạch cho Kane à. Ê, Ray ăn xong bùa đỏ lên 2 thì ra sọc. Sọc không có bùa đỏ nha. Đánh nhau với Ray level 2 hơi căng nha. Sọc kéo chim ra và sau đó sẽ làm tình huống Q vào. Trừng phạt tốt đến từ sọc. Như vậy là sọc cướp được tổng cộng trên toàn bản đồ là một bãi các bạn ạ. Pha ping xuống khu vực đứng dưới để băng trụ ở một quay lính lớn. Các bạn thấy ping liên tục không ạ? Nó sẽ đẩy rất nhanh quay này để tích cái quay sau lại thành một x quay ở đây với tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 con lính ở quay trước. Một cú stun hay đến từ Carrier nhưng Carrier mất quá nhiều máu đi. Trụ bắn sát thương đủ với chiến công đầu. Cú quy sát thương không đủ, tốc biến lên quy sát thương đủ đến từ Ray 1 đổi 1. Trụ này nếu như băng trụ tiếp. Ui, Teddy phản xạ nhanh thế. Núp trụ tốt đến từ vị trí của GG để tránh sát thương đến từ Ray. Sao nó phản xạ mới cú được ghê thật sự luôn các bạn ạ. Sọc ăn từ trên ăn xuống, Ray có thể qua để tranh chấp với cả Sọc. Đứng trên đang đánh nhau tay đôi. Gắn thành công dấu ấn đến từ Irelia, đến từ Akali của Kin. Áp lực solo kill là không có khi mà Kin đã hết nội năng. Sọc đụng độ cùng với Ray 4 đánh với 3. Ray chưa mua đồ, Sọc cũng vậy. Sọc còn trừng phạt, Ray cũng còn trừng phạt. Sọc trừng phạt lấy máu, Sọc đánh tay nhưng mà Sọc cầm thiên thạch solo tay đôi không mạnh. Sọc còn đúp này, đúp đánh tay. Wow, cú quỳ gần tường rất đau, có hồi máu đến từ đắc thắng là Ray vẫn sống. Trong khi đó Zoe của Angel đến gỡ lại được một mạng, có bùa xanh để cho Angel luôn. Bùa đỏ vẫn còn nha các bạn, bùa đỏ trên toàn bản đồ ngay vòng rừng đầu tiên vẫn còn cho Sọc. Phá hack flash đến từ Leona và sẽ là con thiên đình kiếm ở đây. Phá xuất hiện đến từ vị trí của Sọc, tình huống bộ và tường, cú đúp trúng cả hai. Carrier không làm gì được cả, Teddy ngậm ngùi lên bả với mạng rồi nha Jimmy. Đường trên thì Irei đã TP lên và lên level 6 thì áp lực solo kill sẽ là có khi mà Kin chưa mua đồ nha. Kin chưa mua đồ còn lại khoảng chừng hơn nửa cây. Lính vào trụ thì căn bản là con... Ui, tốc biến né làm choáng kìa, làm choáng chúng thì cũng hơi nguy hiểm rồi. Ray đi lên đường trên nữa thì thôi no hope rồi. Sọc hướng ra cua, Ray bị phát hiện tầm nhìn, đây là một con Ray không tốc biến các bạn ơi. Sọc bộ vào tường làm trắng tốt, Irelia đâm quy vào còn một quy nữa. Mạng cho ai mà thôi, mạng được nhường cho Irelia với bùa đỏ. Bắt buộc phải TP rồi. Đợt lính hơi lớn. Cấp độ 6 đến từ Irelia sắp có rồi này. Mà làm trắng. Để cho cuối chúng, sau đó bị solo kill và đơn giản vậy. Dịch chuyển hơi thừa đến từ vị trí của Crying. Nó tìm huống Irelia làm cái gì tôi không hiểu nữa. Lú luôn. Phá băng lấy từ Caria. Làm choáng ngược lại, sát thương nhiều đến từ thiêu đốt. Sọc xuất hiện, sọc chơi trước. Ray đang là người đến sau và đó là tình huống đứt flash cực kỳ hay của Carrier để gỡ lại một mạng. Sọc cấp độ 6 nhưng đó là tích từ phết định mệnh xuống ạ. Bài vàng tốc biến lên, quăng vào sọc. Sọc đứng sát tường không thành vấn đề đâu nha. Bù mắt đấy thì Angel. Còn thiêu đốt này, thiêu đốt vào người Carrier. Người lên bảng đầu tiên lại là vị trí của GG. Carrier né khá ghê. Coi chừng. Còn nhập đến từ sọc. Còn nhập đến từ sọc nhưng mà không làm gì được cả. Pha băng qua đến từ vị trí của sọc với cú đúp có thiên thạch. Pha băng lên, cú quy trúng đến từ sọc nhưng không nhiều, sọc chưa biến hình. Bài vàng quăng ra và Angel là người thấp máu, cú đúp trúng đến từ Kai'Sa. Lại là thiếu PK tiếp diễn đến từ các thành viên của team sọc cùng với đối phương, cú đúp chuẩn xác. Sọc không vào, sọc tốc biến lên, sọc còn nhập. Một cú quy, sọc có mạng. Tốc biến qua dứt điểm luôn đến từ vị trí của Ray và sau đó thì múa cột ở đây. Lối nhỏ của Denver.
Thiên đình kiếm mắc tầm luôn ạ, nhưng mà lại KS đâu, xong nhường mạng cho AD. Kỳ vậy. Đó, dạng sát thủ nhìn lực hẳn. Thái dựa san 3 người, đó là cú TP. Cú TP đến tới Angel. Chiêu cuối được dùng cùng với tốc biến để rút lui đến từ vị trí của Teddy. Sọp vẫn đang băng lên với chiêu cuối sẵn sàng nhưng lại đứt trượt. Bị sát thủ rồi anh em ạ. Bị sát thủ rồi này. Nhìn tóc dài là lướt. Và nhìn cái bộ nó vào tường nó rất là lực luôn. Nhìn cái khả năng dồn sát thương bằng quy đức của nó nhìn nó cũng lực hơn rất là nhiều. Pha hack flash đến từ set của Carrier với thiêu đốt và chiêu cuối. Nhưng mà sau có trừng phạt thì không thành vấn đề đâu. Coi stream anh dễ ngủ vờ lờ, cảm ơn bạn nha, cảm ơn bạn vì khoản donate nha, chúc anh stream vui vẻ. Tôi nhận được hai khoản donate của hai bạn, à của một bạn thôi à. Cảm ơn Quang Kim nha bạn ơi, cảm ơn Quang Kim nhiều nha, nhận được donate của Quang Kim rồi nha. Solo đứng trên diễn ra và E-Ray đâm kiếm một lần nên lấy đồ sát thương. Hút máu lại đi ông. R2 không được lên bảng, solo kill. Không, này không phải nhầm bảng nhá, Sọp chủ động mang bảng này á. Sọp nó chủ động mang bảng này để làm gì? Để nó dồn sát thương giống như kiểu KD mid thôi. Sọp smile lấy thành công. À, Sọp tốc biến né được R2 nhưng mà kim cắt R2 trượt đổi mạng mà thôi, mạng shutdown. Cũng may là Sọp vừa đủ tiền để lên đồ anh em ạ. Vừa có cái mạng của kim xong là có tiền lên đồ luôn. Bóng ngủ trượt, Carrier đi vòng và thoát khỏi bóng ngủ kìa. Lách cũng ghê á. Dính bài vàng có hồi máu nhưng Thái Dương đã xa đâu không? Tốc biến qua đó là dịch chuyển đẩy cho cuối đẹp đến từ E-Ray. Ai hỗ trợ cho E-Ray một tí nào, Thái Dương đã xa đẹp luôn. Làm choáng đến từ E-Ray, làm choáng tốt. Angel bị tốc biến dứt điểm. Sát thương dứt điểm là đâu đây? Teddy là người đầu tiên lên bảng đến từ team 2. Và sau đó nữa, chắc chắn sẽ có rồi, mạng này là Kai'Sa của Chi Minh. Cú đúp chuẩn xác, double kill được. Pha này ổn. Pha này kill không TP nên không làm gì được cả. Thần kiếm. Thần kiếm. Thần kiếm lên sớm hơn, 245 stack. Bên này thì nó có 100 stack thôi. Đây chữ trừ sinh là 4 stack rồi. Chiều cuối phát hiện ra Sọp, phát hiện ra Angel. Bài vàng rút ra, ném vào người của Leona cú đúp. Tí nữa thì cái được rồng. Hơi đen. Angel TP. Sọp đúp lại được vị trí của Teddy, người thọt nhất. Teddy flat. Sát thương nhiều nhưng nó là chưa đủ. Thiên đỉnh kiếm chúng, Carrier áp chế được một người pha R bắn tốt đến từ Kai'Sa, double kill. Zoe của Angel cũng có mạng, dự sẽ đọc tình huống quét sạch ở đây. Kin 1v5. 1v5 bị kiệt sức đến từ Kin cắt R2 không đủ sát thương để giết bất kỳ ai cả. Cuối cùng đã đủ để giết Sọp mà thôi. Triple kill có dành cho Kai'Sa của Chi Minh. Đấy, có người gánh team rồi đấy. À, vừa biến ảnh rồi, vừa biến ảnh rồi. Vừa được tiền thôi anh em ạ. Tưởng 65.000 số đấy, farm đến 2 thế kỷ sau vẫn chưa đủ. Làm choáng, ngoài E-Ray đánh được anh em à. Ai à, ai à, E-Ray không flash, bị stun và lên bảng. Và lên bảng. Không có cách nào chạy nổi cả. Cố gắng lấy lại khu vực Baron đến từ team của Teddy. Lúc này thì Kai'Sa của Chi Minh đang có được một lượng đồ khá là ấn tượng. Bên kia Sọp băng vào. Tôi thấy là Sọp mất hơi nhiều máu rồi, kim cắt R2 vào dính kiệt sức. Thiên tìm kiếm được tốc biến né, pha R bắn sát thương đủ. Thái Dương hạ san giữa đầu vị trí của Crane, tốc biến lên. Có làm choáng đến từ kia mặt trời nhưng sát thương là không đủ. Ui, không có gì để chạy cả. Sát thương đến từ Rave với thiêu đốt đến từ bùa đỏ, à nhầm, đến từ cái trừng phạt đỏ là đủ. Không đủ sát thương. Rave tốc biến chạy được khỏi sát thương đến từ vị trí của Irelia. Và sau đó thì hơi ẩu rồi. Bóng ngủ thành công nhưng người dính bóng ngủ là vị trí của Caria. Teddy có cú quy sát thương không đủ đến từ vị trí của Teddy. Trả sát thương tốt đến cho Angel. Sẽ là tình huống 1 đổi 3. Có lời dành cho team của Kin. Rồi đánh nhau to diễn ra với một tình huống. Caria băng vào tìm Sọp. Bên phía bên kia Teddy lại chết rồi. Fire tạo một lượng giáp đủ lớn để Chi Minh có thể rút lui. Người kẹt lại là con Leona hơi cứng, E-Ray làm choáng đẹp. Đấm kiếm liên tục đánh tay hồi máu nhiều, E-Ray xử lý không nổi. Vẫn là một tình huống xử lý rất rươn đến từ E-Ray nhưng không sao cả, team đã làm phần còn lại rồi. Sọp sau khi nhập xong đã dứt điểm thành công vị trí của Ray. Tiếp tục băng vào đến từ Sọp, đứt trượt. Quy lên, đánh tay không trượt được, triple kill cho Sọp. Sọp có bao nhiêu số rồi? 690 rồi. Con Kai'Sa này đã có Muramana rồi. Chưa đủ tiền để lên cái Banshee mà thôi. Sọp bộ vào tường đúp liên tục. Bài vàng trúng. Leona mở. Thái Dương hạ xa đâu không? Thú tượng thành giáp hay. Bên phía bên kia Kai'Sa mất hơi nhiều máu R.
R chạy không nổi, nó còn R2 cắt theo, quá nhiều thứ focus. Đã phải lên bảng rồi. Sọc đến với cú đức hơi thiếu tầm. Team lại troll game với hai mạng, ông Leona mở một cú khó hiểu quá. Có Baron nhưng lại mất hai mạng người ở đây. Bây giờ sẽ là tình huống 3 vs 5. Garia có một tình huống đấm tay đôi, Ire này nó ngại. Ui, làm choáng trượt, bóng ngủ cũng trượt ông. Áp chế về, bị đẩy chiêu cuối, đâm kiếm, sau đó lên bảng kính. Sao lại trượt, Angel ơi, con Zoe mà Angel đánh thế này thì... skill thì trúng một skill được không? Làm choáng hay, chiêu cuối đến từ Twitter Fate đáp xuống. Giờ làm chậm ba người, câu một thời gian cực kỳ lâu đến từ Irelia, bị làm chậm lại bởi giày vò. Làm choáng tốt, 1 vs 4, câu trả lời sẽ là No Hope. Bên phía bên kia Angel mất trắng cây, tổng biến thái dương hạ xa, sau khi đó là tình huống sọc dứt điểm thành công rừng đối phương. Không có góc để mà đâm quy vào thì phải. Flash còn bị kéo về bởi tốc biến rất nhanh đến Ire nhưng vẫn bị gây rất nhiều sát thương đến từ Teddy. Sát thương là không đủ, nó đã là đủ. Leona thì đi kiếm vào, bấm đồng hồ câu giờ đến từ Carrier. Carrier khá là thấp máu, đạp bóng ngủ đến từ vị trí của Teddy, ăn thêm cú làm choáng, sọc băng vào. Sát thương đang là chưa đủ, sọc nhập luôn rồi sát thương với mạng sắt đào. Thọt thế vẫn là có sắt đào à. Sọc băng vào tìm kiếm cú triple, một cú đức chuẩn xác, một cú quy, nó là double mà thôi. Angel là người dứt điểm mạng của Kin, trong khi đó thì Cry chỉ có thể chạy. Đi đâu đây, ăn rồng à? Bên này bỏ rồng. Sọc đấp trượt. Còn đó lớp giáp đến từ áo tràng bóng tối. Đấp sắp hồi, bóng ngủ trúng vào vị trí của Cry ngay lập tức. Đó là tiểu bấm đồng hồ. Cú áp chế chuẩn, sọc solo với Kin. Kin sao solo lại em? Kin cắt R2 và tìm sọc luôn đấy. Vào hộ, sọc còn R. Kin cắt R2 về phía bên kia, Kin có mạng. Sọc băng xuống với tình huống mạng là như rơm như dạ ở đây. Double kill, triple kill, quadra kill. Linh hồn rồng gió cho team của Sọc. Zoe ở đây đang là 40% hồi chiêu sau khi ăn xong bùa xanh. Và chiêu cuối nó hồi cực kỳ nhanh anh em ạ. Đấm trúng đến từ Kai'Sa, bây giờ nó rờ vào bắn thì Teddy chịu không nổi đâu nhưng mà... Có thêm Carrier tôi bảo là nhưng mà rồi. Quầy vũ điệu đốt gần chết kìa. Phải bấm đồng hồ đến từ vị trí của Crane, sau khi đạp phải bóng ngủ thì phải sọp bớt đa một phát chết luôn. Cái R gọi là hơi thừa. Sọp R chết vị trí của Ray, sau đó đúp chết thêm một vị trí của Crane nữa. 1-2, Teddy đã là người cố gắng hút máu lại nhờ bãi người đá. Một cú thiên đình kiếm chuẩn xác, Carrier đi lạc, dính CC liên tục vào mồm. Carrier đã nằm, Angel đã là người dứt điểm thành công. Bên phía bên kia Kin bấm đồng hồ chờ chết, cắt R2, tính kéo theo sọp nhưng không được bạn ơi. Hơi thiếu tầm ở đây. Hai mạng bắt lẻ thành công rồi cho team Sọc và sẽ là Baron là endgame. Một cú nghịch sao chuẩn xác và Teddy mất nửa cây máu, đạp bóng ngủ khăn giải thuật rất nhanh. áp lực, Sọc lấy được cái lớp khiên của đối phương nhưng dính bài vàng ạ. Bên phía bên này thì Kin đang tấn công vào người của Irelia. Có lính Baron nên là không thành vấn đề. Đứng trên ta sẽ replay lại xem tại sao Ray đã chết cú này nha. Ray bị mất một cái lớp giáp đến từ cái áo tràng bóng tối, và sau đó bất ngờ bị đứt trúng đến từ Kai'Sa. Đừng nói rờ vào nhau. Sọp đứt một cú lấy đi 1/3 cây máu của Crane. Ray chết chay rồi các bạn ơi. Ire đẩy trong cuối chúng hai người bị bế ngược về trụ bấm đồng hồ câu giờ hay. Định mệnh vẫy gọi được dùng đến từ Teddy hất tung thành công vị trí Ire. Nhập đến từ Leona. Leona kích hoạt thú tượng thành giáp chống chịu khá ổn. Tốc biến ngay đến từ Kim, tốc biến lên bắn nhưng mà bắn không được thì Kim cũng đã tốc biến đổi được. Nó sẽ là ít nhất 2 mega dành cho team của Zorb. Còn Kai'Sa này quá mạnh rồi các bạn. Kalista của Teddy cố gắng ném, có dịch chuyển trở lại, sát thương trả lại đến từ vị trí của Kai'Sa là quá nhiều. Angel hỗ trợ cho Kai'Sa trong việc gây sát thương. Một cú stun tốt, có R ngược lại, hai rồng gió đắp một kill so với cú Q. Và bây giờ thì một mình Crane sẽ chống chịu không nổi. Game thắng là nhờ Zorb nhưng mà Kai'Sa vẫn bị gọi là bia bài chết, không có quá nhiều ý nghĩa nữa. Sọp bắn dày rồi các bạn. GG. 38 phút cho một game đấu diễn ra. Check sát thương cho các bạn xem luôn. Thì con cái xài là quá thế giới đi.